Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin COVID-19 trên kênh Thời sự Nhanh. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những kẻ tối mắt vì tiền phá hoại đất nước. Vụ Việt Á thổi giá ký test. Nếu chào hơn 400 mà bảo kê lên 500 thì tôi xong luôn rồi. Công an thu giữ 4 hồ sơ gói thầu giữa CDC Nghệ An và công ty Việt Á. Thanh Hóa mua kit test của công ty Việt Á bằng giá của Hải Dương. Một số F0 ở Hà Nội phải tự tìm bác sĩ mạng vì phường quá tải. Số ca F0 chuyển nặng và tử vong tăng, Hậu Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực. Vừa rồi là phần điểm qua bản tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Những kẻ tối mắt vì tiền phá hoại đất nước. Thưa quý vị, 30 tỷ, nếu là loại mệnh giá 500.000 đồng thì sẽ có 600 cọc. Một núi tiền chất trước mắt khiến cho họ, những Phạm Duy Tuyến ấy, lóa mắt, sẵn sàng rũ bỏ lương tâm thầy thuốc, trà đạp lên nỗi đau khổ của người bệnh và đồng bào, bất chấp việc cả nước đang lao đao vì đại dịch. Tôi bỗng liên tưởng đến câu nói của Marx được học hồi còn sinh viên, đại ý. Nếu lợi nhuận 100% thì nó trà đạp lên mọi luật lệ của loài người, lên đến 300% thì có treo cổ họ cũng sẽ làm. Họ ở đây là những nhà tư bản. Điều Marx muốn nói là một sự phủ định. Nhà tư bản sẵn sàng phủ định chính mình vì sự phát triển và lợi nhuận chỉ là một cách nói, một cách ví von về sự phát triển. Câu nói ấy, trong bối cảnh ngày nay, xem ra lại vặn vào những kẻ nắm trong tay chút quyền lực nhưng tối mắt vì tiền. Tháng 4 năm ngoái, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm máy xét nghiệm COVID-19. Những tưởng vụ ông Cảm sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, thế nhưng những kẻ giáp tâm lợi dụng dịch bệnh móc túi dân, đục khoét ngân sách nhà nước vẫn không hề biết sợ. Vài 3 tỷ vừa vét của ông Cảm nhờ nâng khống giá máy xét nghiệm chẳng thấm vào đâu so với 30 tỷ mà ông Tuyến thu gom từ hàng vạn kit xét nghiệm. Họ quả là táng tận lương tâm giữa lúc hàng triệu người dân khốn khổ, hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên vào tâm dịch bất chấp nguy hiểm cứu giúp đồng bào. Giữa lúc dân mình, cả những người nghèo nhất cũng nhường cơm xẻ áo, góp từng mớ rau, cần gạo, quả trứng, chia sẻ, động viên đồng bào nơi tâm dịch. Họ táng tận lương tâm khi hàng trăm nhân viên y tế, đồng nghiệp của họ đang ngày đêm vật lộn với công tác chống dịch đầy căng thẳng hiểm nguy nhưng mức lương được hưởng dại rất bèo. 5-6 triệu đồng trên một tháng là mức lương của nhân viên y tế cơ sở hiện nay sau 15-20 năm công tác. Lương thấp, chống dịch căng thẳng hàng tháng trời nhưng tiền hỗ trợ chống dịch dù chỉ từ 3-5 triệu đồng trên một tháng tùy mức thì chưa thấy đâu. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, lương bèo bọt, chưa biết khi nào có tiền hỗ trợ chống dịch là những lý do khiến nhiều nhân viên y tế phường ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị xin nghỉ việc. Tại thành phố lớn nhất cả nước, năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ 10 tháng đầu năm nay đã có thêm 968 trường hợp. Theo báo chí, dự đoán tổng kinh phí hỗ trợ thu nhập theo số lượng nhân viên y tế hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 8,5 tỷ đồng trên một tháng. Mà chỉ nhỉnh hơn 1/4 số tiền mà ông Phạm Duy Tuyến đút túi được từ thương vụ làm ăn với Phan Quốc Việt. Ngoài Hải Dương, một số tỉnh thành khác cũng mua kit test của Việt Á với mức giá 470.000 đồng trở lên. Cụ thể, Bắc Ninh mua 10.000 bộ với giá 470.000 đồng trên một kit. Nam Định mua 13.536 bộ, giá 509.250 đồng trên một kit. Đà Nẵng mua 70.000 bộ, giá 509.250 đồng trên một kit. Xem ra, câu chuyện giá kit xét nghiệm nhảy múa mấy tháng trước nay mới đến hồi cao trào. Cái kit xét nghiệm bé tí mà có sức mạnh ghê gớm, nó làm rớt mặt nạ bao nhiêu kẻ đạo đức giả trước nhân dân. Vụ Việt Á thổi giá kit test. Nếu chào hơn 400 mà bảo kê lên 500 thì tôi xong luôn rồi. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố, bắt giam Phan Quốc Việt, người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Cơ quan điều trị cũng bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Việt Á. Những người này bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. C03 cũng tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 người liên quan.
Ngoài Hải Dương, theo ghi nhận của phóng viên, còn nhiều tỉnh thành mua kit xét nghiệm của Việt Á với mức giá từ 470.000 đồng trên một bộ test PCR, thậm chí mua ở mức giá cao hơn. Cụ thể, tại Bắc Ninh, tại quyết định ngày 14 tháng 6 năm 2021 và 23 tháng 6 năm 2021 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư chống dịch, Giám đốc CDC Bắc Ninh phê duyệt mua 30.000 bộ test PCR Live Power của Việt Á với giá 470.000 đồng trên một bộ. Hai đơn vị trúng thầu cung cấp cho CDC Bắc Ninh là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị An Việt 20.000 kit test và công ty cổ phần thiết bị y tế Thành An 10.000 test PCR và 5.000 test kit test ARN. Cùng thời điểm này, vào ngày 18 tháng 6 năm 2021, CDC tỉnh Nam Định cũng mua 13.536 bộ test tương tự từ công ty Việt Á với giá 509.250 đồng trên một bộ, tổng giá trị thanh toán là hơn 6,8 tỷ đồng. Liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của Việt Á, sáng ngày 20 tháng 12, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo CDC Bắc Ninh, nhưng vị này cho biết đang bận họp. Còn trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Lương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nam Định cho biết, không chỉ đơn vị mà nhiều CDC, đơn vị khác trên cả nước đều mua kit test PCR COVID-19 của Việt Á. Bởi không mua, không đủ để phục vụ xét nghiệm. Ông Lưu nói, không nhớ rõ cụ thể số lượng kit test mua của Việt Á và số tiền chi mua khoảng vài tỷ đồng. Về thông tin cho rằng, mức giá kit test PCR COVID của Việt Á mà CDC Nam Định mua cao hơn so với mức 470.000 đồng. Giám đốc CDC Nam Định cho hay, không nhớ giá cụ thể, nhưng mức giá mua tùy thuộc vào từng thời điểm và căn cứ trên mức giá đưa ra ở cổng thông tin. Đồng thời, có những thời điểm giá hơn 500.000 đồng, hơn 400.000 đồng, sau đó xuống hơn 300.000 đồng. Vấn đề là ở thời điểm đó thì giá ở tất cả các đơn vị khác mình tham khảo đều mua đúng với mức như vậy và nó cũng hiện ở cổng thông tin nên đơn vị chấp nhận giá của nhà sản xuất đưa ra. Với trách nhiệm là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để mua, chúng tôi phải nắm thông tin, lựa chọn và sau đó các cơ quan chức năng phải xem xét có đúng hay không, còn không có chuyện 9 đồng mà lại nói thành 10 đồng được, bởi không ai cấp tiền để mua như thế. Nếu giá hội chào hơn 400 mà lại bảo ông kê lên cho tôi hơn 500 thì tôi xong luôn rồi, lãnh đạo CDC Nam Định nêu rõ. Lãnh đạo CDC Nam Định cũng thông tin, hiện chưa có cơ quan chức năng nào liên hệ, hỏi hay kiểm tra về vấn đề mua kit test của Việt Á. Bên cạnh đó, theo thông tin vị này nắm được, tại Hải Dương, số lượng mẫu xét nghiệm trong thời gian qua là khoảng hơn 1,8 triệu mẫu, còn với Nam Định chỉ khoảng hơn 100.000 mẫu. Công an thu giữ hồ sơ 4 gói thầu giữa CDC Nghệ An và công ty Việt Á. Thưa quý vị, trước đó, ông Nguyễn Văn Định thông tin, đến thời điểm này, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc. Ngoài công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại. Trong đó, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu, 2 gói chỉ định thầu và 2 gói đấu thầu rộng rãi. Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng, lúc dịch diễn biến phức tạp nhất, tính cấp bách cao. Liên quan đến việc chi tiền ngoài hợp đồng trong vụ án công ty Việt Á, đối tượng Phan Tôn Thảo, trợ lý tài chính công ty Việt Á khai, tham gia chi tiền cùng công ty cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện, chi tiền các đơn hàng test COVID-19, các thiết bị y tế, số tiền chuyển khoản rất nhiều. Số tiền tùy thuộc vào đơn hàng đặt, ít khoảng 500 triệu, nhiều khoảng 100 tỷ đồng. Thanh Hóa mua kit test của công ty Việt Á bằng giá của Hải Dương. Thưa quý vị, theo đó, liên quan đến việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, chiều ngày 21 tháng 12, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, để đáp ứng nhu cầu chống dịch COVID-19 cấp bách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tháng 8 năm 2021, Sở Y tế Thanh Hóa đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm PCR. Theo đó, trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói 1 mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm PCR với giá trúng thầu 28 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021. Cốt VAS RHD 96HSA2 AR2.
quy cách 96 test trên một bộ của hãng sản xuất Việt Á với số lượng 60.000 test, giá 470.000 đồng trên một test. Hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian giao hàng là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Về giá của sản phẩm, Sở Y tế Thanh Hóa tham khảo giá trên cổng website công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế, văn bản công bố của Bộ Y tế về việc danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị y tế, website mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo giá của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số doanh nghiệp kinh doanh. Theo các thông tin về giá của sản phẩm, có giá thấp nhất tại thời điểm là 470.000 đồng trên một test. Để có căn cứ lập kế hoạch mua sắm, Sở Y tế đã lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định giá sản phẩm nêu trên. Hội đồng thẩm định giá xác định giá sản phẩm 470.000 đồng trên một test. Căn cứ kết quả thẩm định về giá sản phẩm, Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một số F0 ở Hà Nội phải tự tìm bác sĩ mạng vì phường quá tải. Thưa quý vị, trong nhóm tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà của bác sĩ quân y, nhiều người gửi câu hỏi nhờ tư vấn và cho biết chưa nhận được sự hỗ trợ của y tế địa phương. Chia sẻ trên nhóm nhờ tư vấn online, chị TH ngụ tại Hà Nội đặt câu hỏi: bé nhà tôi được 7 tháng và tiếp xúc với F0, có biểu hiện sốt 38 độ, tôi tự test nhanh thì cho kết quả dương tính. Sau đó 4-5 tiếng bé không sốt nữa. Tôi không liên hệ được với y tế địa phương nên đã tự cách ly tại nhà. Hôm qua, tôi đã cho cháu đi test PCR và kết quả dương tính. Cháu vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, chỉ ho, vậy tôi cần làm gì? Anh DVL, ngụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm chia sẻ, nhà có 6 người, một người F0 từ ngày 12 tháng 12 và đã cách ly tại nhà. 3 ngày liền anh gọi điện nhiều lần thì y tế phường mới cho đi điều trị vì người nhà chưa tiêm vaccine và có bệnh lý nền. Khi có biểu hiện ho, sốt, gia đình chị tự test nhanh, cho kết quả dương tính và đã thông báo với trạm y tế phường. Phường cho nhân viên y tế xuống lấy mẫu, sau đó xác nhận là dương tính. Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi, chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Khi đó, chỉ số SpO2 xuống thấp hơn 90, bà có biểu hiện khó thở. Tôi đã trình báo, chụp ảnh, gửi cho nhân viên y tế để đưa mẹ tôi đi điều trị, thế nhưng tôi không nhận được phản hồi của phường. Lo lắng, bắt buộc tôi phải gọi cấp cứu để đưa mẹ đến bệnh viện Thanh Nhàn. May mắn, mẹ tôi giờ đã được điều trị. Nếu đưa đi muộn hơn, không biết tình trạng của bà sẽ như thế nào, chị Hát kể lại còn bức xúc. Hiện tại, hai người vẫn tự điều trị tại nhà. Tôi chủ yếu tìm thông tin trên mạng để tự điều trị, chứ không nhận được hướng dẫn hay chăm sóc gì của y tế địa phương, chị Hát nhìn nhận. Bà Nguyễn Thị Trang, điều dưỡng ở trạm y tế phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, xác nhận có trường hợp F0 điều trị tại nhà nhưng không được cấp phát thuốc. Bà Trang cho biết, ngày 20 tháng 12, phường mới nhận được túi thuốc của Sở Y tế cấp, nên trước đó chỉ hướng dẫn bệnh nhân chứ không cấp thuốc. Phường đang hướng dẫn điều trị hơn 120 F0 tại nhà. Đây là con số lớn so với nhân viên y tế của phường. Chúng tôi không thể ngày nào cũng gọi cho F0 được. Chúng tôi đã làm việc hết công suất, rất mong được sự thông cảm của người dân, bà Trang nói. Ông Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Đống Đa cũng xác nhận, thời gian gần đây, quận ghi nhận nhiều ca F0, với F0 không triệu chứng và thể nhẹ, nếu đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn cách ly tại nhà. F0 ở nhà khai báo trên phần mềm thì cơ sở y tế sẽ biết, khi chuyển nặng tiếp tục khai báo thì chúng tôi sẽ chuyển. Nếu ai có nguyện vọng mà đều chuyển lên tuyến trên thì rất dễ quá tải. Khi ghi nhận ca dương tính, nhân viên y tế sẽ gọi điện. Gần đây F0 nhiều, nhân viên y tế vừa theo dõi những bệnh nhân ở nhà, vừa phải đưa bệnh nhân đi điều trị cách ly, rồi còn phải điều tra các ca mới. Nên cũng có F0 điều trị tại nhà không được hỗ trợ. Tuy nhiên, số này ít chứ không nhiều, ông Thành thông tin. Phóng viên đã liên hệ với Sở Y tế Hà Nội để làm rõ thông tin một số F0 điều trị tại nhà không nhận được hỗ trợ của cán bộ y tế nhưng chưa nhận được trả lời. Số F0 chuyển nặng và tử vong tăng, Hậu Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực. Ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có công văn đề nghị Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục. Nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp, nhà máy, công sở, bệnh viện và lây lan trong cộng đồng. Số trường hợp F0 chuyển sang có triệu chứng, chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao. So với tuần trước, số ca mắc trong cộng đồng tăng 54,8%, số ca tử vong tăng 143%, số ca điều trị khỏi tăng 15%, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 4,4%, số ca bệnh nặng tăng 39%. Tỉnh Hậu Giang đã chủ động mọi nguồn lực,
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm khẩn trương khống chế và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Tỉnh cũng được Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, số trường hợp F0 chuyển nặng và nguy cơ tử vong tăng nhanh, nên hiện tại Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Để giảm thiểu số trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhân lực để tăng cường nhân lực điều trị ở tầng 3 và tầng 2 với số lượng cần hỗ trợ là 10 bác sĩ có chuyên môn kinh nghiệm về hồi sức tích cực và cấp cứu, 20 điều dưỡng có chuyên môn kinh nghiệm về hồi sức tích cực và cấp cứu.